Hello, xin chào mấy bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Nam Một Cảnh của mình. Đáng lý là cái tập này là mình sẽ giải đáp tiếp cái phần 2 của cái series gọi là nuôi rùa cơ bản đối với rùa nước. Nhưng mà hiện tại thì mình đang có một cái vấn đề trục trặc nho nhỏ mà phải nói là mình tức, cực kỳ tức luôn các bạn. Đó là mình ngồi mình đã làm xong cái clip phần 2 đó rồi, nhưng mà mình phát hiện là mình cắm cái micro nó không có chặt á, cái phòng xong phần âm thanh nó bị mất hết luôn, nên mình phải làm lại từ đầu. Và bây giờ mình quyết định là mình làm luôn một cái tập riêng này để hướng dẫn cho anh em khi mà con rùa các bạn bị nấm hay là bị những cái vấn đề trên da mà anh em không biết ha. Hồi trước mình đã chỉ các bạn là nhận biết nấm da và cách trị rồi, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách trị nấm ẩn ha. Đây, phủ miếng nước lên đi. Như các bạn đang thấy là trên tay mình đang là một bé rùa cổ sọc. Bé này được mình mua ở ngoài tiệm cá cảnh gần nhà mình, cái chỗ mà mình hay mua cá mồi và mình kể cho bạn nghe xem và đã từng review rồi đó. Bé này thì như trên hình nè, các bạn thấy được là nó có một cái cục nấm khá là to ở ngay cổ. Đây, cục nấm nó sưng lên luôn này. Ở ngoài bán rất là nhiều rùa cổ sọc như thế này, nhưng mà mình thấy em này bị nấm nên mình quyết định là mình mua về. Mặc dù bên mình cũng có bán lại này. Ê, quên, không có bán rùa trên kênh, quên. Mình thấy bé này bị một cái cục nấm ngay cổ nè, thì mình đã quyết định là mình đem bé này về và trị, cũng như là review cho anh em xem cách trị luôn. Rồi, ok. Đối với cái loại quên. Đây nè, cái mình sẽ review cận cảnh cái vết nấm cho anh em xem. Đây, khi mà con rùa nó bị nấm á, thì trên da nó sẽ xuất hiện những cái đốm trắng như thế này. Đó, nó có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, ở dưới cổ nè, ở chân nè, tay, ở hai chi trước nè, hai chi sau nè. Rồi có thể là bị ở trên yếm hoặc là bị ở trên mai. Nhưng mà con này thì nó lại nằm ngay trên cổ, một cái vị trí phải nói là khó chịu nhất ở con rùa luôn. Tại vì cổ con rùa nó rụt ra rụt vào, rất là khó mà can thiệp được cái vết nấm này. Rồi, đó là cách nhận biết nấm ha. Nấm nó như vậy đó các bạn, nhìn vô là biết à. Nó khác hẳn với lại nấm da, nó ăn sâu vào. Còn đây là hai cái loại thuốc mà mình sử dụng để trị nấm da, nấm ăn sâu cho rùa. Cái loại nấm da là nấm thủy mi, thì mình đã từng làm cái clip hướng dẫn trị nấm rồi ở Mon Béo. Con Mon Mập hồi xưa, cái clip mà hồi con Mon Mập nó còn size 8, size 9 gì đó. Còn đây là thuốc xanh methylene. Các bạn có thể mua một cái chai đặc chủng methylene như thế này, hoặc là các bạn có thể mua cái chai thuốc tím mà sức cháy rạ, cái tên là gì, Milian á, cũng có thành phần xanh methylene là được. Cái thứ hai là thuốc đỏ Provedin. Đây, thì hai chai thuốc này các bạn có thể ra tiệm thuốc tây các bạn mua. Mình thì mua ở tiệm thuốc tây rất là rẻ, hai chai này cỡ chừng 10.000 à. Đó. Rồi dụng cụ tiếp theo là các bạn cần có một cái cây tăm bông để tí nữa các bạn bôi thuốc cho con rùa. Và bây giờ mình sẽ tiến hành, mình bắt đầu mình cạy cục nấm ra ha. Để cạy nấm cho rùa, bạn nào mà muốn chắc ăn thì nên dùng cây tăm hoặc là cây nhíp. Còn mình thì mình quen tay rồi, mình sẽ dùng tay không. Đây, nó ăn con kiến nè. Đối với những cái con mà đang bị nấm ngay cổ như thế này, cái việc mà đầu tiên các bạn khi mà nó ngậm con kiến cánh, các bạn kiến cánh rớt vô hồ nó ngậm luôn chứng tỏ con này nó còn khỏe. Thì điều đầu tiên các bạn làm là giữ cái cổ nó lại. Đây, các bạn chờ, để sẵn cái tay vậy ha, chờ nó rụt cái đầu ra, nó chui đầu ra thì mình nắm lấy cái đầu nó, mình kéo nhẹ xuống. Đây, đó, mình đè nó xuống, đè xuống cái phần phần yếm. Mình sợ nó đau quá, cái tay mình đang bị thương, các bạn đừng có chú ý. Đây, nhìn kỹ lại nha, nè, chưa đợi một xíu nữa các bạn. Cứ sao cho nó thoải mái nhất cái đã, đừng có mạnh tay quá,
làm nó nhát, nó thụt cái cổ vô trong sâu luôn, nó nằm yên trọng luôn là hơi mệt. Nấm mà để lâu quá nó ăn xuống thì nó sẽ nó ăn sâu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái xương sọ của con rùa nữa. Đây, cục nấm ở đây nè các bạn. Bây giờ mình sẽ nặng nó ra luôn. Biết các bạn thấy không? Đây, nặng như nặng mụn vậy đó. Rồi, đây, vậy là mình đã nặng xong cái cùi nấm rồi nha các bạn. Trời tối quá, đó. Đây, cái cùi nấm đây. Nó cực kỳ nhỏ. Nhưng mà cái miếng này nó đã ăn, gọi là ăn sâu xuống rồi nè. Rồi, khi mà cạy nấm xong thì các bạn vứt nấm đi. Nhớ là kiểm tra kỹ xem cái con rùa nó còn bị cái chỗ nào nữa hay không, hay là cái trong vết nấm các bạn vừa cạy á, nó còn cái chỗ nấm nào mà các bạn chưa lấy ra hết hay không. Rồi sau đó hãy tiến hành bôi thuốc ha. Rồi, như vậy là con rùa của mình nó đã khỏi nấm rồi. Khỏi cái cục nấm đó thôi, nhưng mà chưa khỏi hết cái vết nấm này. Việc còn lại các bạn làm là dưỡng cái vết thương và chờ tới ngày mà nó lành lại. Để nó xuống đây lại nè. Đầu tiên là các bạn bôi một lớp thuốc đỏ để sát trùng cái vết thương cái đã. Nãy giờ mình quên nhắc là trước khi làm mấy công việc mà cạy nấm này nè, thì cái tay các bạn cần phải được vệ sinh sạch sẽ trước ha. Đây, mình sẽ vẫn cầm nó lên cho nó thoải mái nhất có thể. Đó, để cho nó bò nè. Để cho nó làm gì nó làm. Thấy không? Đừng có gượng ép nó quá. Phải để cho nó thoải mái cái đã. Rùa khi mà nó bị hoang mang hay là lo lắng vậy đó là nó sẽ cụp cái đầu vô mai. Rất là khó trị những cái vị trí mà nấm nó ở cái thế khó như thế này. Là ở ngay cổ. Đó, các bạn cần tạo cho nó cái sự thoải mái ha. Đây, đây. Chích rồi. Lăn nhẹ nhẹ vô thôi. Đó, mình lăn nhẹ nhẹ vô vết nấm thôi. Nhiều bạn thì đổ trực tiếp cái đỏ, cái thuốc đỏ vào đây. Cái thuốc Bovidin á. Nhưng mà lỡ mà vô tình đổ trúng con mắt của con rùa thì nó khá là nguy hiểm. Đó, nên tốt nhất là nên chấm cây tăm bông rồi chậm vô như thế này. Đó. Rồi, sau khi mà các bạn chấm thuốc đỏ xong thì cái đầu tăm bông còn lại các bạn chấm thuốc xanh methylene vào. Methylene thì các bạn đổ hơi nhiều hơn thuốc đỏ một chút nha. Cái cách này á, là một trong những cách trị nấm, chứ không phải là trị nấm thì chỉ có một cách này không đâu. Thì từ từ ở những cái trường hợp khác thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trị khác. Còn cái trường hợp này thì nó đơn giản nên chỉ cần hai loại thuốc là đủ. Không biết tối quá các bạn thấy không? Tại bây giờ cũng đang là gần nửa đêm mà. Nãy chấm dứt khoát rồi. Rồi. Như vậy là xong rồi nha các bạn. Đó. Và nhiệm vụ của bạn còn lại là nuôi bình thường. Đó, thả vào bể rồi nuôi một cách bình thường. Không có gì khó khăn hết. Rồi, clip chị nắm hôm nay tới đây là kết thúc. Hẹn lại các bạn ở các clip tiếp theo. Mình sẽ cố gắng mình làm lại cái phần nuôi rùa các bạn phần 2 để cho các bạn theo dõi. Rồi từ từ mình sẽ làm tới đám rùa cạn sau. Đây, cái chuồng của đám rùa cạn đây. Bé rùa vàng baby nè. Con đậu xanh thì nó nằm ngủ ở trong cái hang kia, trong cái chuồng kia. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo ha.